Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Tả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết CM12 Phía Sau Kế Hoạch Phản Gián của tác giả Nguyễn Khắc Đức. Phần thứ 9. Hai chiếc tàu B1 B2 của nhóm Túy Hạnh rời vùng biển Cà Mau quay về Thái Lan. Trong lúc trời đang mưa bão, một chiếc tàu bị hỏng máy nên phải neo gần hòn đảo Chuối gần 4 tiếng đồng hồ mới lên đường đi tiếp. Mãi đến 18 giờ ngày 23 tháng 9 mới về đến đảo Cờ Ra. Ngày 24 tháng 9, cả ba tàu B1, B2, B3 phải lo dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng để đón khách. Đó là Trần Văn Viễn và hai sĩ quan Thái Lan là Trung tá Khôm và Đen xuống thăm. Ngày 25 tháng 9 lúc 7 giờ, ba tàu của chúng nhổ neo đi thẳng về cảng Zion. Đến 9 giờ ngày 27 tháng 9 chúng mới về tới cảng Zion. Lê Quốc Túy bay xuống Zion để đón các chiến hữu hoàn thành chiến dịch Hồng Kông 2 trở về. Trên đường về Zion, một chiếc tàu của Thái Lan tiến sát tàu B2 Trần Ngọc Minh nghi là cướp biển và cho bắn vào tàu này. Chiếc tàu Thái Lan bị chìm. Minh vốn ghét người Thái vì khi vượt biên cướp biển Thái Lan đã lên tàu cướp và giết một số người cùng chuyến vượt biên của anh ta. Vì vụ này, tướng Chavalit phản nàn, còn cấp dưới của Chavalit đòi Túy phải xử tử hình Trần Ngọc Minh. Lê Quốc Túy buộc phải xin lỗi Thái Lan và hứa xử phạt. Để khích lệ bọn lính, Lê Quốc Túy đã ký quyết định tặng thưởng huân chương bảo quốc anh hùng cho Trần Ngọc Châu, Trần Văn Viễn, Trần Ngọc Minh và bọn biệt kích vừa trở về. Mặc dù được tặng thưởng nhưng Trần Ngọc Minh vẫn bị Lê Quốc Túy xử phạt trọng cấm nhưng không tử hình. Trần Ngọc Châu cũng bị xử phạt theo hình phạt đó vì Châu là chỉ huy trưởng chiến dịch đồng tình với việc Minh bắn tàu Thái Lan. Sau chiến dịch Hồng Kông 2 thắng lợi, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh rất phấn khởi. Túy mừng vì đã có quà cho Bắc Kinh, đó là thắng lợi của các chuyến xâm nhập vừa qua. Trong thời gian này, các hoạt động của bọn Túy ở Tổng Hành Dinh và Mật Cứ Tự Thắng khá nhộn nhịp. Về thông tin liên lạc, sau khi đào tạo hai lớp chuyển tin Minh Vương 1 và Minh Vương 2 tại Tổng Hành Dinh ở Bangkok, mặt trận của Lê Quốc Túy cho Mật Cứ tiếp tục đào tạo thêm các lớp chuyển tin Minh Vương 3, Thiên Hoàng 1 gồm khoảng hơn 10 kháng chiến quân được tuyển chọn khá kỹ. Số hiệu thính viên này giúp cho lực lượng của mặt trận bảo đảm thông tin liên lạc vô tuyến điện giữa Tổng Hành Dinh với Mật Cứ Tự Thắng, với tổ đặc biệt và các tàu xâm nhập. Thắng lợi của hai chiến dịch Hồng Kông đã làm cho Túy và đồng bọn của chúng ở nước ngoài phấn chấn hẳn lên. Lê Quốc Túy điện cho tổ đặc biệt kiểm tra lại số hàng đã gửi về Việt Nam. Sau đó Túy nhận được điện báo của tổ đặc biệt là nhận được 522 hòm trong chiến dịch Hồng Kông 1 và 323 hòm trong chiến dịch Hồng Kông 2. Ngày 1 tháng 10 năm 1981, trước khi đi Trung Quốc, Lê Quốc Túy chỉ thị cho Bùi Văn Nam Sơn và Trần Ngọc Minh chọn một số cán bộ thành để nhận công tác. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1981, Chủ tịch ra lệnh cho tổ đặc biệt nội dung như sau. Tổ đặc biệt nghiên cứu khu vực đóng quân cho khoảng một đại đội, chuẩn bị lương thực và tiếp vận nuôi quân. Chủ tịch chờ báo cáo của tổ đặc biệt để xúc tiến chiến dịch tới. Trong chiến dịch tới, tổ đặc biệt có khả năng nhận bao nhiêu hàng trong đêm và bao nhiêu chuyến vào tàu được, thời gian mỗi chuyến vào cách bao nhiêu ngày, cho biết chắc chắn và từng chi tiết để chuẩn bị, ghe Việt Nam vào ở luôn được không? Đại đội ở đây chính là đại đội 124, quân bài chủ lực của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh trong kế hoạch đưa lực lượng vũ trang vào Việt Nam để hoạt động. Sau chiến dịch Hồng Kông 2, vì thời tiết mưa bão nhiều nên Túy không tổ chức được chuyến thứ 3 trong tháng 9 như dự định. Chuyến thứ 3 bị hoãn lại trong những ngày đầu tháng 10. Lê Quốc Túy liên tiếp chỉ thị cho tổ đặc biệt phải chuẩn bị lo cho ăn ở, đón một đại đội đặc biệt và một số lớn vũ khí. Trong thời gian này ở Bangkok, Lê Quốc Túy đọc báo thấy tin của Hải quân Việt Nam có bắt được 4 tàu đánh cá Thái Lan. Lê Quốc Túy điện yêu cầu tổ đặc biệt xác minh. Sau đó Túy cảm thấy yên tâm khi nhận được điện báo của tổ đặc biệt cho biết đúng là có việc đó, nhưng là sự việc ngẫu nhiên, tổ đặc biệt chưa bị lộ gì hết. Chủ tịch
Lê Quốc Trí tỏ ra phấn khởi khi nhận được điện của tổ đặc biệt báo cáo chuẩn bị khá chu đáo trong việc đón quân và vũ khí vào các chuyến tới. Túy sang phòng của Mai Văn Hạnh, đưa cho Hạnh đọc bức điện mới của tổ đặc biệt để cùng nghiên cứu tính toán cho kế hoạch xâm nhập tiếp theo. Bức điện có nội dung 64 đã điều nghiên bãi đổ giá cao rạch giả. Từ Vàm Gành Hào đến giá cao khoảng 11 km, từ giá cao đến rạch giả khoảng 15 km. Rạch giả nằm phía nam Gành Hào, lòng rạch sâu, nước ròng to 30 tấn vào được. Bờ biển hội tụ bùn đất pha cát, rừng rậm ít khai thác. Trong rạch không có nhà dân, có thể đổ bắc rạch giả 6 đến 7 km. Khả năng tổ nhận khoảng 20 tấn trong đêm. Mỗi tuần một chuyến theo cách tàu đổi tàu là tốt nhất, ghe Việt Nam hoặc kiểu Thái Lan. Nếu màu sơn và số phù hợp có thể hoán đổi tàu được. Chỗ đóng quân cho đại đội về, điều kiện sinh sống, nước uống, bệnh tật rất khó khăn. Chủ tịch cho phép K-64 có thời giờ tuyển chọn thêm người địa phương để tiếp tế vận chuyển canh phòng. Tùy địa hình khu vực chia từng toán nhỏ đóng rải rác ở nhiều nơi, theo ý kiến của tổ, nên đưa cán bộ thành vào dễ trà trộn, công tác dân địch vận dễ dàng hơn. Điện sau sẽ báo cáo về Hồ Bảo Đạo, chú Út vào K-55. Chú Út tức là Út Muôn, lúc này cơ quan an ninh đã bắt được rồi, đang khai thác Muôn. K-55 là chỉ huy cán bộ thành bị bắt trong chuyến xâm nhập ngày 9 tháng 9 năm 1981. Đúng hẹn, trong phiên liên lạc sau, tổ đặc biệt báo cáo với chủ tịch rằng K-55 đã liên lạc được với các K và HK trong toán. Vấn đề an ninh và chỗ ở của toán cán bộ thành này tạm ổn định. Ông nội và anh cả đang tìm thầy thuốc. Ý muốn nói là tìm phương hướng và phương tiện tiền bạc, vũ khí để hoạt động. Còn việc bắt liên lạc với Út Muôn thì 64 đã đến địa chỉ mà chủ tịch cho ở Sài Gòn nhưng chưa gặp được chú Út. Cũng trong phiên liên lạc đó, tổ đặc biệt nhận được điện chủ tịch thông báo cho biết là trong chuyến tới sẽ có 4 tàu có hàng và một đại đội, 2 tàu kiểu Việt Nam và 2 tàu kiểu Thái Lan. Tàu Thái Lan đổ hàng trong đêm và trở ra ngay, còn tàu Việt Nam ở lại. Việc vận chuyển hàng do tổ điều động, các chuyến sau thực hiện phương án như tổ đặc biệt đã đề xuất là tàu đổi tàu. Tuy còn yêu cầu tổ đặc biệt phải chuẩn bị lương thực, nước dự trữ tại nơi đóng quân. Ngày 19 tháng 10 năm 1981, Lê Quốc Trí gọi Hiển, tức K-36, phụ trách điện đài tổng hành dinh, yêu cầu chuyển bức điện có nội dung là quyết định phong cấp hàm cho các kháng chiến quân ở trong nước như sau. HK-122 được thăng cấp thiếu tá, K-27 được thăng cấp đại úy, K-64 được thăng cấp trung úy, còn K-59 và K-61 được phong cấp bậc thiếu úy. HK-122 có nhiệm vụ đặc biệt ở mặt trận Tây Ninh, K-27 có vai trò quan trọng của lực lượng ở quốc nội, là một đầu mối liên lạc của tổ chức, có quyền chỉ huy toán K-55, K-64 được giao nhiệm vụ lo hậu cần ở quốc nội. Trước đó ngày 27 tháng 7 năm 1981, Chủ tịch Lê Quốc Trí ra quyết định và giao cho mật cứ Tự Thắng thành lập một đại đội đặc biệt gọi là đại đội HK-124, lấy ám danh của đại đội trưởng Lê Thanh Hồng. Nhân sự chọn từ các khóa Minh Vương 2, Minh Vương 3 và Thiên Hoàng 1. Ban chỉ huy đại đội HK-124 gồm có Lê Thanh Hồng K-124 cấp bậc đại úy, Thạnh Xanh HK-131 trung úy đại đội phó, Nguyễn Việt Thành HK-144 thiếu úy xử lý thường vụ. Bộ máy của đại đội HK-124 gồm có 6 ban, 3 trung đội, các ban gồm văn thư, hành chính, quân số, huấn luyện hành quân, tiếp tế và tiếp liệu, truyền tin quân y. Mỗi ban có trưởng ban và phó ban điều hành. Ban trung đội gồm trung đội 1 hay gọi là trung đội 141 gồm 12 quân, chia thành 4 cụm do Nguyễn Phi Long HK-141 làm trung đội trưởng. Trung đội 2 hay gọi là trung đội 142 do Lý Vinh HK-142 người Khmer làm trung đội trưởng. Trung đội 3 hay gọi là trung đội 133 do Nguyễn Văn Hồng HK-133 làm trung đội trưởng. Các trung đội trưởng đều có quá khứ là hạ sĩ quan trong quân đội Sài Gòn trước đây. Lê Thanh Hồng vốn là trung úy bộ binh của quân đội Sài Gòn vượt biên và được Trần Văn Vẻn tuyển trong một trại tị nạn ở biên giới Thái Lan Campuchia. Khi gia nhập tổ chức mặt trận của Túy, Hồng là người tích cực tham gia các hoạt động ở mật cứ. Đại đội phó Thạch Xanh HK-131 là người Khmer, trước đây là trung sĩ bảo an chế độ cũ.
được ký chọn nhằm phục vụ việc xây dựng cơ sở, lực lượng ở các vùng Tây Nam Bộ có nhiều người Khmer sinh sống. Mật cứ Tự Thắng dành riêng căn cứ 2 làm nơi huấn luyện ăn ở của đại đội HK-124. Ngoài huấn luyện chương trình chung như các khoa Minh Vương, Thiên Hoàng 1, đại đội HK-124 còn có nhiệm vụ đi sâu huấn luyện, đào tạo cán bộ thành và cán bộ chỉ huy quân sự, để sau này về nước vừa hoạt động tình báo vừa tổ chức và chỉ đạo hoạt động vũ trang cũng như xây dựng lực lượng chính trị, chống cách mạng. Từ đầu tháng 10 năm 1981, Lê Quốc Túy thúc giục Mật cứ Tự Thắng đẩy mạnh tốc độ huấn luyện và thực tập hành quân dã ngoại cho đại đội HK-124, đồng thời chỉ đạo Trần Văn Viễn và bộ phận giúp việc ở tổng hành dinh chuẩn bị phương tiện, tàu lương thực, thực phẩm, thuốc men, quân trang quân dụng khẩn trương cho đơn vị đặc biệt này. Ngày 1 tháng 1 năm 1982, đại đội trưởng Lê Thanh Hồng đã hoàn thành kế hoạch hành quân phát triển quân đội kháng chiến Việt Nam. Sau nhiều ngày đêm vất vả, Hồng căn cứ vào những huấn thị của Lê Quốc Túy, kiến thức căn bản về quân sự và âm mưu chủ trương của mặt trận đã được học tập, viết kế hoạch này và gửi lên cho chủ tịch. Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cùng ban tham mưu rà soát kế hoạch của HK-124 đệ trình. Lê Quốc Túy nhận xét: đây là bản kế hoạch tốt, đúng với tinh thần chỉ thị của tôi. Túy vừa nói vừa lấy cây thước nhỏ chỉ vào tấm bản đồ, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng. Nhiệm vụ của đại đội 124 là: một là giai đoạn đầu tìm nơi giấu quân, thiết lập căn cứ bí mật, đồng thời điều tra nắm tình hình, chủ trương hoạt động của cộng sản ở địa phương từ các tỉnh miền Tây lên đến Tây Ninh. 2. Tìm cách bắt liên lạc với các nhóm chống cộng sản Việt Nam ở trong người Khmer, trong khối Hòa Hảo, trong số ngụy quân, ngụy quyền. Túy vẫn gọi chế độ Sài Gòn trước đây là ngụy, và những phần tử hận thù cộng sản ở quốc nội. Sau đó thu hút tập hợp những thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự để bổ sung vào lực lượng vũ trang, tiến tới thành lập thêm các đơn vị từ tiểu đội lên đến lữ đoàn, sư đoàn mới, càng nhanh càng nhiều càng tốt. 3. Tiến hành các hoạt động như bắt cóc, ám sát cán bộ, uy hiếp đánh phá các ấp xã hẻo lánh, các nông trường, các trại cải tạo theo kiểu chiến tranh du kích, uy hiếp đánh phá đến đâu lập chính quyền ấp xã mới đến đấy, tiến tới xây dựng bộ máy chính quyền cấp quận, huyện, tỉnh. Trước mắt triệt phá cho được 7 xã ở vùng hẻo lánh, nông trường và trại cải tạo K7 ở huyện An Biên. Túy chỉ vào khoanh vùng trên bản đồ thuộc tỉnh Kiên Giang ở U Minh để mở rộng vùng hoạt động, tiến tới đánh chiếm vùng Đồng Tháp là vựa lúa lớn nhất của miền Tây, là nguồn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho lực lượng kháng chiến quân của ta, cắt lộ 4, cô lập các tỉnh miền Tây với Sài Gòn, phục hồi vùng 4 chiến thuật, thiết lập quân khu 4. Mỗi huyện quận sẽ thành lập một đại đội kháng chiến quân, mỗi tỉnh sẽ thành lập một tiểu đoàn hoặc trung đoàn kháng chiến quân. Tôi nhấn mạnh chúng ta lấy An Biên làm địa bản thí điểm. Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá, Trần Văn Vẹn, Phạm Văn Hiển nghe Lê Quốc Túy hồng hồn và không có ý kiến gì thêm. Mai Văn Hạnh vẻ mặt trầm ngâm nhưng cái đầu thì gật gật đồng tình. Lê Quốc Túy quay sang Trần Văn Vẹn: K-12 khẩn trương chuẩn bị các thứ cho đại đội 124 để ngày mùng 5 Tết đại đội khởi hành. Cả bọn không nói ra nhưng đều nghĩ ngày mùng 5 Tết là ngày tốt. Quang Trung Nguyễn Huệ khi xưa đánh chiếm thành Thăng Long trong ngày mùng 5. Hạnh trao đổi với Túy là đích thân Hạnh sẽ đi mật cứ thay mặt chủ tịch chúc Tết động viên anh em vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Tuất. Ngày mùng 1 Tết Nhâm Tuất tức là ngày 25 tháng 1 năm 1982, đồng chủ tịch Mai Văn Hạnh cùng Trần Văn Vẹn đi chặt chúc Tết các kháng chiến quân ở mật cứ Tự Thắng. Sau đó Hạnh kéo Lê Thanh Hồng, HK-124 cùng về Bangkok để tiếp tục bàn bạc, kiểm tra và bổ sung kế hoạch, đồng thời nhận nhiệm vụ riêng của chủ tịch Lê Quốc Túy và đồng chủ tịch Mai Văn Hạnh. Lê Quốc Túy gặp đại đội trưởng Lê Thanh Hồng giao một số nhiệm vụ cụ thể, đồng thời yêu cầu Hồng phải nắm vững hoạt động vùng tập trung đồng bào Hòa Hảo do HK-124 phụ trách chính, gồm địa bàn Minh Hải, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp. Hoạt động vùng tập trung đồng bào Khmer các tỉnh Hậu Giang, Cửu Long do Thạch Xanh HK-131 và Lý Vinh HK-142 thực hiện. Thạch Xanh có nhiệm vụ bắt liên lạc với hai toán tản quân của Trần Minh, bắt liên lạc với số bạn bè cũ người Khmer
tham gia quân đội Sài Gòn trước đây. Lý Vinh tìm cách móc nối với sư sãi ở các chùa người Khmer ở Hậu Giang, tập hợp số người trước đây tham gia các tổ chức phản động Khmer Sở Rây, Khmer Cờ Rôm. Trước khi đại đội 124 xuất phát để khích lệ các kháng chiến quân xâm nhập Việt Nam, Chủ tịch Lê Quốc Túy tuyên bố quyết định nâng cấp đại đội 124 thành tiểu đoàn 124. Đại đội trưởng Lê Thanh Hồng, nay là tiểu đoàn trưởng, được thăng cấp bậc thiếu tá, lấy bí danh là Lê Thái Dương. Đại đội phó Thạnh Xanh, HK131, nay là đại úy tiểu đoàn phó, bí danh là Bạch Phượng. Sở lý thường vụ Nguyễn Việt Thành, nay là trung úy, bí danh là Bạch Yến. Các ban chuyên môn các trung đội, tiểu đội cũng được nâng lên một cấp tương ứng với tiểu đoàn. Ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Nhâm Tuất, tiểu đoàn 124 rời khỏi mật cứ Tự Thắng, hành quân tập kết ở đồng 506 của sở đặc nhiệm 80 biên phòng Thái Lan. Tiểu đoàn 124 có 45 kháng chiến quân chứ không phải 50 ca dự tính như lúc đầu. Xe của cơ quan tình báo lục quân Thái Lan đến đón cả toán và đưa đi cảng Dây On. Lúc đầu cả tiểu đoàn được đưa xuống một tàu lớn của hải quân Thái Lan, sau đó san ra hai tàu B1 và B2. Chỉ huy trưởng chuyến xâm nhập là Huỳnh Văn Phước, K94, chỉ huy phó là K46. Trước khi tàu nhổ neo, đồng chủ tịch Mai Văn Hạnh xuống tàu thăm hỏi, động viên và chúc các kháng chiến quân cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mặt trận. Tiểu đoàn trưởng Lê Thanh Hồng hứa sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ tịch đã tin tưởng giao phó. Đúng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 1982, hai tàu B1 và B2 rời cảng Dây On để xâm nhập Việt Nam. Trên mỗi tàu có một sĩ quan tình báo Thái Lan đi hộ tống. Trước đó, ngày 15 tháng 1 năm 1982, cơ quan trinh sát kỹ thuật phát hiện một đường dây liên lạc mới của gián điệp biệt kích, một đài mới xuất hiện ở Dây On liên lạc với tổng hành dinh. Như vậy, địch đã tiến hành thiết lập đường dây liên lạc để chuẩn bị cho chuyến xâm nhập sắp tới. Nhận định này được báo cáo ngay với Bộ trưởng Phạm Hồng tại Hà Nội và Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 ở thành phố Hồ Chí Minh và Bộ phận chỉ huy tiền phương ở Minh Hải. Ngày 25 tháng 1, đường dây liên lạc giữa tổng hành dinh và mật cứ Tự Thắng ngừng lên máy. Trinh sát kỹ thuật nhận định có khả năng địch đã sử dụng điện đài của mật cứ Tự Thắng để phục vụ chuyến xâm nhập này. Ngày 30 tháng 1, tổng hành dinh thông báo cho tổ đặc biệt các tàu đã rời bến lúc 4 giờ sáng và hẹn đến bãi đổ lúc 20 giờ tối ngày mùng 1 tháng 2. Ngày 31 tháng 1 năm 1982, kỹ thuật xác định đài của tổng hành dinh đã di chuyển từ Bangkok xuống Dây On để chỉ đạo chiến dịch. Bộ phận chỉ huy tiền phương họp bàn kế hoạch đón hàng trong chiến dịch tới. Nhưng quan trọng nhất là vấn đề đón bắt đại đội của HK-124 với 45 tên gián điệp biệt kích xâm nhập. Mục tiêu của ta là bắt sống toàn bộ toán này. Trong trường hợp chúng chống cự thì ta mới tiêu diệt. Tết năm ấy, anh em trong tổ đặc biệt rất vui vẻ. Công việc liên lạc với tổng hành dinh vẫn duy trì thường xuyên. Các mảng nội địa cũng được theo dõi chặt chẽ để đề phòng có biến động ngoài kế hoạch. Vài ngày sau Tết, trước khi xuống Minh Hải để chuẩn bị đón bắt địch xâm nhập, ông Hai Tân và ông Hai Tiện báo cáo với Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm tóm tắt về kế hoạch đối phó với đại đội 124. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm phân công ông Hai Tiền tổ chức khai thác và lập kế hoạch sử dụng đại đội 124 sau khi bị ta bắt giữ. Toán này hoạt động độc lập với tổ đặc biệt và có điện đài liên lạc riêng với tổng hành dinh. Ông Hai Tân làm việc với lãnh đạo quân khu 9, chỉ yêu cầu sử dụng 3 đại đội để thực hiện kế hoạch và bắt sống bọn biệt kích. Theo phương án phân tán thành các nhóm rồi bắt sống, các phương án đã được vạch ra. Đại tá Nguyễn Thới Bưng đặt giả thiết là nếu địch vào một tiểu đoàn thì sao? Nhưng ông Hai Tân nhấn mạnh là địch có thể chỉ có 40 đến 50 tên. Do vậy không cần huy động lớn, tức là thực hiện phương án chỉ cần 3 đại đội của quân khu 9 bao vây địch tại một địa điểm thích hợp. Sau đó công an và bộ đội vào bắt sống. Ban chỉ đạo vẫn cử tổ đặc biệt do đồng chí Tám Thậm chỉ huy đón bọn xâm nhập. Sau khi gặp gỡ và giao nhận hàng xong thì K-64 và NKA-2 tức khổ về lắm sẽ dẫn đại đội 124 của địch đi xéo kiểu chữ chi ở vùng sình lầy cho chúng mệt mỏi, sau đó dẫn chúng vào địa điểm mà các đơn vị quân khu 9 phục kích cách bờ biển chừng 9 km. Tại đây ta đã chuẩn bị sẵn công sở cho anh mười lắm và 6 thanh nhảy xuống tránh đạn khi ta nổ súng thị uy. Theo kế hoạch, anh mười lắm và 6 thanh cố gắng lờ cho được HK-124 và tiên giữ điện đài vào đây
để bắt sống trước khi nổ súng, phía ta bố trí một tổ phục sẵn tại điểm này. Trước đó Tổng Hành Dinh có một bức điện chỉ đạo cho tổ đặc biệt phải trang bị loại súng K54 cho đại đội 124, vì ở bên đó chúng đã hết loại súng này. Để tránh nguy hiểm, ta có kế hoạch xử lý số đạn kèm theo súng. Việc nhận hàng và vận chuyển vũ khí vẫn thực hiện như các đợt trước. Ông Hai Tân cử anh mười lắm, cùng các cán bộ quân đội và công an biên phòng như bảy quân Huỳnh My đi thực địa để chọn vị trí của ban chỉ huy. Tuyến đường đi và trận địa phục kích ở sâu gần rừng Tràm, thuộc xã Khánh Bình, Tây Bắc huyện Trần Văn Thời. Địa điểm phục kích là một vùng đất rộng không có nhà dân. Ông Hai Tân và ông Hai Tiền trực tiếp chỉ huy việc đón tàu và lực lượng biệt kích ở bãi đổ. Lãnh đạo công an Minh Hải gồm hai ông Ba Trường Sơn, Ba Ngọc phối hợp cùng với chỉ huy lực lượng quân khu 9. Ông Ba Ngọc có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội chỉ đạo nổ súng vào 9 giờ sáng khi mà bọn biệt kích còn mệt mỏi sau một đêm lội bùn. Phương án cũng đề phòng nếu xảy ra sự cố thì anh mời lắm hoặc sáu thanh báo cáo cho ai ở đâu. Lãnh đạo quân khu 9 đã bố trí lực lượng theo kiểu quân sự khá đông quân, gồm một đại đội đặc công, một tiểu đoàn pháo binh và một tiểu đoàn bộ binh tham gia trận đánh này. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm xuống Minh Hải từ ngày 1 tháng 2 năm 1982. Bên quân đội thiếu tướng Tư Chức, phó tư lệnh quân khu 9 cũng có mặt tại Minh Hải để tham gia chỉ đạo. Khoảng 3 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 1982, ông Hai Tân cùng ông Lê Tiền và anh em tổ đặc biệt có mặt ở bờ biển Bắc Đá Bạc khoảng 7 km. Anh mời lắm đến báo cáo tình hình chuẩn bị của bộ phận chỉ huy tiền phương. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, trời tối dần, rồi ánh trăng non thượng tuần cũng đã sáng bảng bạc. Mặc dù đây là chuyến thứ 3 tổ chức đón biệt kích xâm nhập, nhưng lần này lại khác là vì địch có đông quân và mang theo cả vũ khí. Ông Hai Tân hồi hộp, thoáng một chút lo lắng, yêu cầu cao nhất là phải bắt sống toàn bộ bọn địch. Trong trường hợp bất khả kháng, nếu địch chống cự quyết liệt mới tiêu diệt chúng, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của quân ta. Theo kế hoạch, ông Hai Tân và ông Hai Tiền ở trên bờ cách chỗ K-27 một khoảng cách vừa phải. K-27 có nhiệm vụ nhận tài liệu điện đài và tài liệu mật mã do Châu Thanh Sơn giao. Qua điện của trung tâm, ta đã biết nhiệm vụ của K-71 vào để phụ tá cho K-27 khi cần thiết để sử dụng máy nhật rồi trở lại đại đội. 19 giờ từ trên bờ đã nghe thấy tiếng tàu ì ầm mỗi lúc một rõ dần. Hai chiếc tàu địch vào đúng hẹn và đâm thẳng vào bãi đổ ở bãi Lung Tràm. Đúng 20 giờ, sáu thanh nhá đèn pin 3 lần theo quy ước. Lập tức trên tàu địch đáp trả bằng 3 chớp đèn. Tổ đặc biệt cho hai chiếc ghe ra đón. Anh Tám Thậm và sáu thanh ở trên một chiếc, còn Văn Trịnh và Trung Doãn ở chiếc thứ hai với anh Hát. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 cũng bố trí khoảng hơn 10 thủy thủ để sang hàng, tức là vận chuyển vũ khí từ tàu địch qua tàu của ta. Khi hai bên nhận ra nhau và cho tàu sắp lại gần, anh Tám Thậm và sáu thanh nhảy qua tàu địch. Toàn bộ bọn gián điệp biệt kích và thủy thủ nằm dạp xuống sàn tàu. Trần Văn Bá K09 ra đón anh Tám Thậm, NKA1 và sáu thanh K64. Lúc đó đám thủy thủ và biệt kích mới ngồi dậy tỏ ra mừng rỡ. Trần Văn Bá làm thủ tục bàn giao hàng như thường lệ cho sáu thanh. Lê Thanh Hồng HK124, chỉ huy của tiểu đoàn 124 gặp anh Tám Thậm. Sau khi chào hỏi xã giao qua loa, Hồng hỏi anh Tám Thậm với giọng lo lắng: đường đi có êm không anh hai? Đường xá còn rộng như hồi trước không? Êm, rừng còn nguyên. Tụi tôi dẫn các anh đi một đoạn, sau đó các anh đi tiếp sang U Minh Thượng. Anh Tám Thậm trấn an chúng. Ban chỉ huy của tiểu đoàn 124 của địch hội ý, chúng đề nghị tổ đặc biệt cho người dẫn đường sang Kiên Giang, sau đó chúng sẽ tử túc. Anh Tám Thậm tiếp tục làm công tác tư tưởng cho chúng yên tâm và để chúng mất cảnh giác. Anh Tám nói: rừng còn nguyên mà, nếu đêm nay không đi hết đường thì đêm mai lại đi tiếp lo gì. Bây giờ 64 ở lại đây, còn tôi lên quan sát, nếu êm thì chúng ta sẽ đi. Nói xong, anh Tám Thậm xuống biển lội vào bờ. K71 tức Châu Thanh Sơn cõng máy và mang tài liệu nhảy xuống theo đồng chí Tám Thậm. Lúc này nước không đến nỗi sâu lắm. Ở trên tàu, sáu thanh lấy súng K54 phát cho bọn gián điệp biệt kích, nói là để đề phòng bất chắc thì có sử dụng. Anh Tám Thậm đưa K71 vào gặp K27 để bàn giao máy và tài liệu. Trong khi K71 gặp K27,
thì anh Tám Thẩm vào báo cáo tình hình cho ông Hai Tân và ông Hai Tiễn. Anh Tám Thẩm cho biết là bọn địch có vẻ lo ngại. Ông Hai Tân ra lệnh cứ thực hiện theo đúng kế hoạch. Sau khi giao một túi thư và một máy thu phát VTD của Nhật cho K-27, K-71 quay trở ra tàu. Trong chuyến này, Lê Quốc Túy gửi quà và thư cho Lê Quốc Quân, còn Mai Văn Hạnh thì gửi thư cho Huỳnh Vĩnh Sanh. Anh Tám Thẩm cũng quay trở ra tàu địch, lúc ấy là khoảng 21 giờ 30 phút. Công việc sang hàng được thực hiện xong vì chuyến này chỉ có 8 tấn. Tiểu đoàn trưởng Lê Thanh Hồng, HK-124 ra lệnh đổ quân. 50 tên biệt kích tập hợp theo đội hình chiến đấu, gồm 3 trung đội lục tục nhảy xuống nước. Đứa nào đứa nấy đều bị ướt, kể cả ba lô ruột gạo, đều bị ướt sũng. Từ tàu vào bờ chỉ độ 200 mét, chúng lầm lỗi lội bị bõm dưới ánh trăng non thượng tuần. Anh Tám Thẩm chuyển sang tàu của ta để đưa hàng điểm tập kết. Việc nhận vũ khí chuyến này tương đối suôn sẻ. Sáu Thanh cùng xuống khỏi tàu với tiểu đoàn 124 và dẫn chúng đi. Trên bờ anh Hồ Việt Lắm, với tư cách là người của tổ đặc biệt, được giao nhiệm vụ cùng với Sáu Thanh dẫn đường đang chở chúng lên. Sáu Thanh phát hiện trong số biệt kích mới xâm nhập trong tiểu đoàn 124 có tên Hai Hùng, người địa phương ở Bà Kẹo. Có thể biết anh Mười Lắm, vì vậy Sáu Thanh nói nhỏ với anh Mười Lắm nên đứng lánh mặt đi một chút để nó không nhận ra. Anh Mười Lắm đi trước, tiếp đó là Sáu Thanh, rồi đến Lê Thanh Hồng, HK-124. Hồng vừa đi vừa giám sát anh Mười Lắm và Sáu Thanh. Có 3 lần Hồng cầm súng 55 chĩa vào anh Mười Lắm và Sáu Thanh. Lúc này các toán gián điệp biệt kích đi sát chỗ nấp của bộ phận chỉ huy tiền phương. Ông Hai Tiền và ông Hai Tân nghe rõ tiếng thở hổn hển của chúng. Ông Hai Tân bỗng nghĩ rằng, kể ra nếu công an có lực lượng thì ta có thể chủ động phân chúng từng toán nhỏ, lần lượt quật ngã từng thằng và bắt gọn chúng. Sau đó hai lãnh đạo cao cấp của tổ an ninh trở lại vị trí chỉ huy ở gần trận địa phục kích. Bọn biệt kích vừa mang nặng vừa bị dẫn đi trong sảnh lầy khoảng 4 km nên chóng mệt, có đỡ vứt bớt gạo và đồ dùng cá nhân. Mặc dù HK-124 nhắc nhở và hăm dọa, đại đội 124 đi tới kinh 3 tỉnh thì cả bọn kêu mệt quá, đòi nghỉ lại. Lê Thanh Hồng cũng mệt và quyết định hội ý với anh Mười Lắm và Sáu Thanh. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, thấy tình hình bọn địch không thể đi nổi vì mệt thật, nên anh Mười Lắm quyết định đồng ý để cho chúng nghỉ lại trên một gò đất, yêu cầu chúng không được đi đâu để phòng bị lộ. Anh Mười Lắm hẹn là đến tối hôm sau sẽ đến tiếp tế lương thực, thực phẩm và tiếp tục dẫn đường vào rừng U Minh. Và còn dọa, đây là thẩm quyền của chủ tịch giao cho tổ đặc biệt, nếu xảy ra chuyện gì thì tụi tôi không chịu trách nhiệm. Anh hẹn với chúng đến chiều sẽ trở lại dẫn chúng đi tiếp. Bọn biệt kích mệt phờ lăn ra ngủ. Anh Mười Lắm và Sáu Thanh đi tiếp về để báo cáo với chỉ huy. Từ điểm địch nghỉ chân đến trận địa phục kích khoảng 5 cây số nữa, nhưng đường đi không thuận lợi lắm, cũng có một vài diễn biến không đúng kế hoạch. Quân đội triển khai chậm. Lúc anh Mười Lắm và Sáu Thanh về đến điểm phục kích thì thấy một số chiến sĩ thông tin của quân khu 9 đang giải dây. Rất may là bọn địch bị mệt nên không đi đúng kế hoạch của ta. Nếu đi đúng thời gian như ta dự kiến thì đến điểm phục kích sẽ bị đụng độ với lực lượng quân sự của ta đang triển khai. Khi NKA2, Mười Lắm và Sáu Thanh đến địa điểm cũ của ban chỉ huy thì không gặp ai vì chỉ huy tiền phương đã đến điểm mới theo kế hoạch rồi. Mười Lắm và Sáu Thanh mượn được một chiếc xuồng để đi cho nhanh, nhưng cũng thấy chậm và bỏ xuồng lại. Hai người chạy bộ đến địa điểm trận địa phục kích thì trời vừa sáng. Khi anh Mười Lắm và Sáu Thanh lội qua đồng lăn vào trận địa phục kích của quân đội, Ba Ngọc phát hiện và gọi vào. Anh Mười Lắm và Sáu Thanh vào chỗ chỉ huy tiền phương báo cáo lại tình hình cho ông Hai Tân. Ông Hai Tân thấy Sáu Thanh mặt mũi hốc hác vì thức đêm, có vẻ mệt nên cho Thanh về nghỉ để dưỡng sức và cũng để bảo mật. Anh Mười Lắm rất khỏe, nhanh nhẹn và rất dũng cảm. Mười Lắm đề nghị được dẫn bộ đội triển khai các vị trí phục kích. Ông Hai Tân đồng ý vì anh Mười Lắm rất thông thuộc địa hình. Bọn biệt kích đang nằm ngủ hoặc có đứa ngồi dậy ngó giáo giác chờ người dẫn đi tiếp thì ta đã bao vây, cho phát loa kêu gọi đầu hàng và nổ súng cảnh cáo. Bọn biệt kích bất ngờ nhưng chúng không chịu hàng. Chúng có mang vũ khí như B-40, RPG, AK-47 nên ngoan cố nổ súng bắn trả. Hai đồng chí bộ đội không cảnh giác bị trúng đạn, một đồng chí hy sinh. Quân ta nổ súng bắn thẳng vào bọn biệt kích, 7 tên chết ngay tại chỗ, trong đó có tên tiểu đoàn trưởng Lê Thanh Hồng. Bọn còn lại bị ta bắt sống.
Ngay sau đó, ban chỉ huy yêu cầu công an Minh Hải huy động lực lượng thu giữ điện đài, tài liệu của bọn biệt kích tại hiện trường để phục vụ cho yêu cầu đấu tranh sắp tới. Bọn gián điệp biệt kích bị bắt được đưa về tạm giữ tại trại cây gừa. Bộ lại điều động một số cán bộ chỉ huy an ninh của các tỉnh xuống Minh Hải hỏi công, khai thác bọn biệt kích. Các cán bộ chỉ huy an ninh như 66, Long An, 8 Phú Đồng Tháp, 5 Sinh Hậu Giang, 2 Minh Hoài Việt Đồng Tháp, 2 Đồng Vĩnh Long, Út Hóa Kiên Giang, 5 Huy Tư Lệnh An Giang, 5 Châu Tiền Giang có mặt tại Minh Hải đúng vào ngày 2 tháng 2 năm 1982. Trong thời gian này, tổ an ninh phải đảm nhiệm khá nhiều việc. Vì vậy, ông Hai Tân đề nghị Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trưng dụng một số cán bộ có năng lực từ các đơn vị và công an các địa phương về làm việc cho tổ an ninh. Các cán bộ này chủ yếu được bố trí làm nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và tổ chức thực hiện các phương án tác chiến trong kế hoạch CM12. Đó là các anh Bùi Quốc Huy, chỉ huy phó an ninh công an An Giang, Nguyễn Đông Phương, chỉ huy phó an ninh công an Sông Bé. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng chỉ thị cho Cục Trinh sát Kỹ thuật cử người xuống khai thác về truyền tin, mật mã để phục vụ cho kế hoạch lập đài mới của đại đội 124. Cục Trinh sát Kỹ thuật cử các anh Trần Gia Ngữ, Lương Minh Tuân, Lê Bá Thắng và Nguyễn Khắc Đức đi Minh Hải thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo kế hoạch CM12. Ban truyền tin của đại đội 124 lần này có 5 tên, do HK134 làm trưởng ban cho nên ban chỉ đạo kế hoạch CM12 yêu cầu tăng thêm cán bộ khai thác. Công tác khai thác hỏi công được tiến hành rất khẩn trương. Cuối mỗi buổi, các cán bộ hỏi công đều gửi bản công cho bộ phận tổng hợp của tổ an ninh. Anh Bùi Quốc Huy, tức Năm Huy, được giao nhiệm vụ tổng hợp tình hình khai thác hỏi công bọn biệt kích. K27 nhận được túi thư của chú Năm, Mai Văn Hạnh. Trong bức thư này, chú Năm động viên K27 và các chú em đã xả thân vì nghĩa lớn, làm được nhiều việc mà mặt trận giao. Sau đó, Mai Văn Hạnh nêu 4 điểm để tổ đặc biệt thực hiện. 1. Chuẩn bị đón chú Năm C5 vào thăm tổ đặc biệt vào chuyến thứ 2 của chiến dịch. 2. Cho người về Sài Gòn gặp cơ sở của C5, tên là Huỳnh Vĩnh Xanh, một người bạn cũ khoảng 60 tuổi, ở số nhà phường 11 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tìm nơi an toàn để C5 gặp cơ sở và các chú em. 4. Cho người dẫn cơ sở của C5 về gặp C5 tại Minh Hải. Ông Hai Tân rất mừng, ông nghĩ như vậy là qua thư của Mai Văn Hạnh, ta biết thêm một đầu mối của bọn Túy Hạnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này chứng tỏ thêm là chủ tịch đã hoàn toàn tin vào tổ đặc biệt và mặt khác sẽ dần dần bộc lộ các đầu mối chìm ở trong nước. Ngoài các nhóm Lê Trơn Tỉnh, nhóm Lê Quốc Quân và nhóm Hồ Tấn Khoa, giờ đây ban chỉ đạo kế hoạch CM12 biết thêm đầu mối mới Huỳnh Vĩnh Xanh. Chiều ngày 2 tháng 2, chỉ huy tiền phương báo cáo sơ bộ tình hình đón bắt đại đội 124 với Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Trong căn nhà lập tôn khá rộng rãi ở góc bên phải, từ ngoài cổng trại cây gỡ đi vào, ông Sáu Hoàng vẫn có thói quen nằm trên võng như hồi còn ở R, nghe cấp dưới báo cáo. Ông trầm ngâm một lúc, ông Hai Tân và ông Hai Tiền cảm nhận là lãnh đạo bộ không vui vì ta không đảm bảo cho thắng lợi thật sự trọn vẹn. Lại một lần nữa, ban chỉ đạo kế hoạch CM12 phải căng óc ra mà tính toán các phương án đối phó với các tình huống khó khăn mới, vì toán trưởng lại bị bắn chết, hơn nữa phía ta có một chiến sĩ quân đội hy sinh, thắng lợi nhưng không trọn vẹn và không đáng phải xảy ra như vậy. Căn cứ vào nhiệm vụ của tiểu đoàn 124 và chỉ thị của Lê Quốc Túy đối với tổ đặc biệt cũng như thư của Mai Văn Hạnh, cả tính toán đến khả năng lộ bí mật, ông Hai Tân báo cáo sơ bộ kế hoạch móc liên lạc với Huỳnh Vĩnh Xanh và Lê Quốc Quân. Đây là điều kiện thuận lợi để tiến hành công tác trinh sát, bóc gỡ mạng lưới nội địa của địch. Đồng thời, ông Hai Tân cũng dự kiến nội dung điện báo của tổ đặc biệt trong phiên liên lạc đêm ngày 2 tháng 2 năm 1982. Ông Sáu Hoàng đồng ý với nội dung này, bức điện viết: tổ đặc biệt đã đọc kỹ thư của chú Năm đang nghiên cứu thi hành, sẽ báo cáo sau, tất cả hàng 64 đã nhận đổ. Nhu cầu của đại đội 64 đã giao cho 124 sau khi đổ bộ. Lúc 23 giờ theo yêu cầu của đại đội, tổ đã cử người dẫn đường về hướng Bắc để vào rừng. Nhưng đi được 4 km, đại đội không còn sức đi tiếp, tạm nghỉ. Người của tổ quay về lo công việc để đại đội tự đi. 71 đã giao máy nhật cho tổ đặc biệt. Tổ không nhận được tiền mặt của chủ tịch gửi theo chuyến này. Cũng chiều hôm đó, ông Hai Tân về nhà Thiếc ở Bạc Liêu để tổ chức thực hiện phiên liên lạc với tổng hành dinh ở Bangkok.
Ông Hai Tân lo lắng việc Mai Văn Hạnh báo cho biết sẽ vào chuyến thứ hai trong chiến dịch, tức là chuyến sắp tới, sẽ gây khó khăn cho ta. Ông thấy không nên để Hạnh vào sớm quá, vì vụ đại đội 124 còn nóng hổi và chưa lường trước được những tình huống bất trắc xảy ra. Vì thế trong phiên liên lạc tối ngày 4 tháng 2, ông cho tổ đặc biệt báo cáo với chú Năm là điểm 1, việc Mai Văn Hạnh vào Việt Nam nên thực hiện vào chuyến 3 vì hoàn cảnh khó khăn của tổ hiện nay, mong C5 thông cảm. Điểm 2 cho người về Sài Gòn gặp Huỳnh Vĩnh Sanh đang được thực hiện. Điểm 3 làm được, điểm 4 thì chờ kết quả của điểm 2. Tổ đặc biệt còn đề nghị C5 cho khởi hành chuyến 2 vào ngày 6 tháng 2 theo kế hoạch và cho biết có quân hay cán bộ thành không để tổ sắp xếp. Ngày hôm sau, Mai Văn Hạnh trả lời là chuyến 2 khởi hành vào khoảng 4 giờ ngày 6 tháng 2, chỉ có hàng và hỏi người của tổ đặc biệt có mặt tại bãi đổ không để nhận quả Tết. Hạnh cũng hỏi là chuyến 3 theo kế hoạch được không, có ý muốn hỏi việc y vào chuyến này có thuận lợi không. Chỉ huy tiền phương của kế hoạch CM12 quyết định lờ đi chuyện này ít bữa, không trả lời ngay cho phù hợp với việc nêu khó khăn về vấn đề sắp xếp cho Mai Văn Hạnh vào. Ban chỉ đạo CM12 nhận định là Hạnh được tùy cử chỉ huy chiến dịch 003 và vào Việt Nam để kiểm tra tình hình ở trong nước. Vì vậy, ban chỉ đạo CM12, đặc biệt là bộ phận chỉ huy tiền phương và tổ đặc biệt khẩn trương lập kế hoạch và chuẩn bị đối phó. Qua các phiên liên lạc với tổ đặc biệt, Mai Văn Hạnh và bọn gián điệp biệt kích ở Thái Lan không hề tỏ ra nghi ngờ hoặc đã biết điều gì về trận đánh bắt đại đội 124. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 tạm yên tâm, tuy nhiên vẫn có sự quan tâm cho bộ phận khác theo dõi để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vẫn tiếp tục giáo diết thực hiện chiến dịch Hồng Kông 3. Qua tin tức trinh sát kỹ thuật, ban chỉ đạo CM12 biết Lê Quốc Túy đang tập trung hầu hết lực lượng của tổng hành dinh sống Dai On và Sa Mét để chuẩn bị cho các chuyến xâm nhập đưa người và vũ khí về Việt Nam. Sau chuyến đổ bộ đại đội 124, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh tổ chức thêm 3 chuyến xâm nhập bằng tàu biển vào bờ biển Minh Hải. Các chuyến này cũng do ta chủ động bố trí bãi đổ. Do kinh nghiệm qua các chuyến trước thực hiện phương thức sang hàng nhanh hơn, cho nên anh em thủy thủ của ta cũng đỡ vất vả. Sau chuyến đầu đổ hàng vào tiểu đoàn 124 trong đêm ngày 1 tháng 2 năm 1982, chuyến thứ hai của chiến dịch Hồng Kông 3, tức là chuyến xâm nhập thứ tư kể từ chuyến đầu tiên của địch năm 1981 đổ hàng trong đêm ngày 8 tháng 2, chuyến này hai tàu xâm nhập vào hòn đá bạc vào lúc 20 giờ theo đúng kế hoạch. Tổ đặc biệt đưa hai tàu ra cặp mạn tàu xâm nhập, các thủy thủ đoàn phối hợp với thủy thủ nội địa bốc dỡ hàng rất nhanh, đảm bảo 9.496 kg vũ khí các loại như súng AK, súng trường bắn tự động, lựu đạn và B-40 khô ráo không mất mát. 10 ngày sau đó, Lê Quốc Túy tổ chức chuyến xâm nhập thứ 3 của chiến dịch Hồng Kông 3, tức là chuyến xâm nhập thứ 5 bằng đường biển vào hòn đá bạc trong đêm ngày 18 tháng 2 năm 1982, cũng chỉ có hàng với 9.008 kg vũ khí đạn dược. Tổ đặc biệt tiếp nhận an toàn. Chuyến thứ tư của chiến dịch, tức chuyến thứ 6 xâm nhập đường biển, cũng vào hòn đá bạc vào đêm ngày 27 tháng 2 năm 1982. Lần này số vũ khí đạn dược nhiều hơn với 11.528 kg vũ khí đạn dược được tiếp nhận an toàn. Trong chuyến thứ tư này, Lê Quốc Túy có gửi một mật thư cho Hồ Tấn Khoa. Sau khi nhận được thư này, ban chỉ đạo CM12 bố trí cho HK-122 đến gặp Hồ Tấn Khoa tại Tòa Thánh Cao Đại Tây Ninh. Bằng biện pháp kỹ thuật, ta biết được nội dung của bức mật thư này như sau. Kính gửi Hồ Bảo Đạo, hiện nay đã chuyển về nước một số vũ khí quan trọng để trang bị cho lực lượng ở trong nước. Việc liên lạc của cụ qua tổ đặc biệt U Minh rất thuận lợi nhanh chóng. Các đại đội lưu động đang hoạt động ở trong nước, HK-122 là người tôi cử về liên lạc với cụ và mọi việc phải xin chỉ thị của cụ. Khi nào cụ cần vũ khí thì tôi sẽ chỉ thị cho họ cấp phát. Tháng 5 năm 1982, tôi sẽ mang về cho cụ một số tài chính rộng rãi, tình hình quốc ngoại nhiều thuận lợi tốt đẹp, cụ hãy cố gắng. Hiện nay vùng biên giới Campuchia-Thái Lan có một lực lượng kháng chiến giả, mặc đồ rằn di, thành phần có sĩ quan cũ, nhưng đây là tay sai của Hà Nội và tập đoàn Lê Duẩn. Lực lượng của ta mặc đồ xanh đậm, cụ phân biệt kiểu lầm nguy hiểm. Tôi đã gặp anh Đỗ Cao Minh ở Provence, bây giờ anh phải lo sống trước đã. Tháng tới tôi sẽ đi Washington theo lời mời ngầm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1982 tôi sẽ gặp anh Bạch ở quốc nội.
Qua bức thư gửi cho Hồ Tấn Khoa, Ban chỉ đạo CM12 biết thêm một số điểm quan trọng. Trong thời điểm này, lực lượng của Lê Quốc Túy và lực lượng phản động của Hoàng Cơ Minh, một viên đề đốc hải quân chế độ Sài Gòn, đang mâu thuẫn và tranh giành lẫn nhau sự ủng hộ của các thế lực thù địch với Việt Nam. Lực lượng mặc đồ dằn di mà Túy nói là của Hoàng Cơ Minh, còn Đỗ Cao Minh là con rể Hồ Tấn Khoa. Minh sang Pháp sau năm 1975 là đối tượng mà Hồ Tấn Khoa muốn móc nối liên lạc để cậy nhờ hậu thuẫn. Qua thư của Túy, ông Hồ Khiết và ông Hai Tân dự đoán có thể Minh không muốn dính líu đến hoạt động chống phá cách mạng nữa, hoặc là Túy không muốn cho Hồ Tấn Khoa mở rộng quan hệ mà Túy không nắm được. Lê Quốc Túy còn cho biết ý định xâm nhập Việt Nam vào tháng 5 năm 1982. Kế hoạch Mai Văn Hạnh vào có thay đổi chút ít. Hạnh thông báo cho tổ đặc biệt biết là không vào trong chuyến thứ 3 theo dự tính, mà sẽ đi trong chuyến sau. Địch đã thực hiện được hai yêu cầu của chiến dịch đặt ra là đổ đại đội 124 và đưa được một số lượng hàng khá lớn vào nội địa. Nhưng chúng không hề hay biết tất cả quân và hàng đều rơi vào tay của lực lượng an ninh Việt Nam. Trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo kế hoạch do Thứ trưởng Cao Đăng Chiến chủ trì, các thành viên Ban chỉ đạo như Nguyễn Phước Tân, Lê Tiễn, Hồ Khiết thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất đánh giá một số vấn đề quan trọng. Ông Cao Đăng Chiến đánh giá, do có sự chuẩn bị tốt nên ta đã thu được thắng lợi trên 4 vấn đề như sau. Củng cố được lòng tin của địch đối với tổ đặc biệt. Địch thông báo cho tổ đặc biệt như thế nào thì làm đúng như vậy. Mặt khác, địch đã cho tổ biết nhiều việc rất quan trọng. Qua 4 chuyến xâm nhập của địch, ta thu được 38,2 tấn vũ khí, chất nổ 4 tấn hàng, 5 máy phát điện Honda sách tay, 4 máy nổ Yama, 1 máy thu phát VTD của Nhật sản xuất, 51,5 cây vàng. Tổng hợp lại, kể từ khi địch xâm nhập tuyến đầu tiên vào ngày 12 tháng 5 năm 1981, ta đã bắt sống hoặc tiêu diệt toàn bộ bọn gián điệp biệt kích. Tổng cộng đến thời điểm cuối tháng 2 năm 1982 là 97 tên, tịch thu trên 70 tấn vũ khí, 6 điện đài, nhiều tài liệu quan trọng và một số hàng hóa tiền vàng. Ta đã phát hiện được mạng lưới cơ sở nội địa của chúng, gần 50 cơ sở, đặc biệt có các đầu mối quan trọng như Hồ Tấn Khoa, Huỳnh Vĩnh Sanh và Lê Quốc Quân. Ta đã nắm được âm mưu ý đồ trước mắt và lâu dài của địch để có kế hoạch đối phó. Những việc ta làm chưa tốt là sự chỉ đạo chưa thực sự thống nhất, nắm tình hình địch xong không hệ thống được một cách đầy đủ, đón bắt đại đội 124 không gọn. Ta có tổn thất hai bộ đội, tài liệu bị mất, thất lạc, tên cầm đầu bị chết gây dư luận xôn xao trong nhân dân, có nhiều người biết, nặng về chống xâm nhập mà chưa đi sâu phát triển khai thác các mảng nội địa của địch mà ta đã nắm. Địch đã dự định sẽ đưa tên Mai Văn Hạnh vào kiểm tra, nhưng điểm lại những việc ta chuẩn bị còn thấy khá sơ sài. Khâu hậu cần có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, khâu thông tin liên lạc còn trục trặc không kịp thời. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 cũng đã nhất trí vạch phương hướng sắp tới là dự đoán hoạt động của địch để có sự chủ động về kế hoạch đối phó trên các vấn đề. Địch tiếp tục cho tổ đặc biệt và bọn xâm nhập móc nối xây dựng cơ sở thêm ở trong nước, phân phát vũ khí cho các nơi để hành động phá hoại trong dịp tháng 4 và tháng 5, tiếp tục xâm nhập đường biển và có thể cả đường bộ, đưa toán đặc biệt vào để xây dựng căn cứ ở miền Đông, Xuyên Mộc. Bọn chỉ huy C4-C5 sẽ về kiểm tra, chỉ đạo, đề phòng chúng về theo con đường công khai hợp pháp. Về phía ta cần chuẩn bị đối phó với việc C5 vào kiểm tra, lường trước mọi tình huống chúng kiểm tra trên điện, trên thực địa qua con người. Tiếp tục củng cố lòng tin của địch đối với bọn đã xâm nhập. Những tên chỉ huy vào ở lại lâu dài ta phải bắt gọn, bí mật. Bọn có vũ trang vào đường biển, ta cần có một đại đội đặc biệt, lực lượng chiến đấu, không nên nhờ bên quân đội, đông người dễ lộ bí mật. Bọn xâm nhập bằng đường bộ phải bố trí bắt sống hoặc tiêu diệt. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tổ an ninh phân công, tổ phó an ninh Lê Tiễn chịu trách nhiệm tổ chức điều khiển hoạt động của nhóm đại đội 124 theo kế hoạch tương kế tự kế, dùng địch đánh địch. Lúc đầu Hai Tiền dự kiến sẽ cho đài của đại đội 124 lên máy theo đúng quy định của trung tâm địch là sau một tháng kể từ khi xâm nhập, nghĩa là vào ngày 1 tháng 3 năm 1982. Tình huống của toán này ban đầu cũng gần giống như toán đầu tiên xâm nhập bằng đường biển ngày 12 tháng 5 năm 1981. Đó là tên toán trưởng cũng bị ta bắn chết. Việc đón bắt khá rầm rộ bởi có sự tham gia của quân đội và du kích địa phương, cho nên ít nhiều đã bị lộ bí mật.
Tuy nhiên đã có kinh nghiệm xử lý vụ trước nên chuyến này ta cũng có kế hoạch chu đáo hơn. Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị phải nhanh chóng khai thác bọn biệt kích đại đội 124, nắm thêm về âm mưu của địch qua chủ trương của chúng bố trí đại đội 124 hoạt động ở vùng U Minh, Đồng Tháp. Trong bức điện số 592 ngày 6 tháng 2 năm 1982 gửi Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ đạo cần thuyết phục và nắm cho được tên phó chỉ huy, tên điện đài và tìm cho được mật mã. Ông Phạm Hùng còn gợi ý là sau khi nắm được như trên có thể cho tên phó chỉ huy làm báo cáo gửi về trung tâm với nội dung cho biết là khi đi vào rừng tên chỉ huy bị lựu đạn gài nổ, vết thương quá nặng không có bác sĩ và thuốc men đầy đủ nên đã hy sinh. Bộ trưởng cũng rất tôn trọng cán bộ cấp dưới của mình đang trực tiếp chiến đấu tại địa bàn khi nói thêm rằng đó chỉ là gợi ý của ông. Ông cũng chỉ thị cần sớm chuẩn bị tổ chức một đại đội công an thiện chiến, huấn luyện đặc biệt, trang bị đặc biệt, kể cả huấn luyện vũ thuật thành một đại đội cơ động đặc biệt để phục vụ kế hoạch CM12. Sau đó Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng và trực tiếp giao cho Tổ an ninh và Công an Minh Hải cùng phối hợp thực hiện. Sau vụ đón đánh đại đội 124 của địch, quân khu 9 có báo cáo lên bằng văn bản. Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu đưa lên bản tin của đơn vị này. Khi biết được việc này, Bộ trưởng Phạm Hồng đã yêu cầu lãnh đạo Tổ an ninh thẩm tra để xác định người báo cáo, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác giữ bí mật. Nếu nhân dân biết thì có kế hoạch cụ thể để đưa tin đánh lạc hướng. Bộ trưởng Phạm Hồng còn gửi điện cho các chỉ huy quân khu 9 về việc này. Sau đó Công an Minh Hải và Công an huyện Trần Văn Thời đã thực hiện tốt việc xóa lộ bằng cách đưa tin Công an huyện truy bắt một đám vượt biên có vũ trang. Trong khi Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm ở lại Minh Hải cùng ông Lê Tiền chỉ đạo việc khai thác bọn biệt kích và chuẩn bị cho đài của đại đội 124 mà ta đặt bí số là BL01 lên máy, thì ông Hai Tân về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức móc nối với đầu mối mới vừa mới bóc. Sau khi tổng hợp các bản cung của bộ phận khai thác, ban chỉ đạo kế hoạch CM12 mới biết là trước khi toán này khởi hành xâm nhập, Lê Quốc Túy mới cho công bố quyết định nâng cấp đại đội 124 lên thành tiểu đoàn 124, nhưng các tên gián điệp biệt kích bị bắt vẫn theo thói quen gọi là đại đội 124. Tổ khai thác của đơn vị kỹ thuật báo cáo kết quả khai thác nhóm chuyển tin về mật mã, quy ước liên lạc. Các hiệu thính viên của tiểu đoàn 124 đã viết cam đoan sẵn sàng làm việc cho cơ quan an ninh. Tổ khai thác bọn gián điệp biệt kích khác trong tiểu đoàn 124 gồm các đồng chí cán bộ chỉ huy an ninh từ các tỉnh Nam Bộ cũng đã báo cáo đầy đủ kết quả khai thác. Đồng chí Bùi Quốc Huy phụ trách tổng hợp kết quả khai thác tiểu đoàn 124 báo cáo cho ban chỉ đạo kế hoạch. Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm quyết định điều chỉ huy phó an ninh Hậu Giang Nguyễn Xuân Sinh về giúp ông Lê Tiễn tổ chức thực hiện chuyên án BL01. Ông cũng yêu cầu Cục Trinh sát Kỹ thuật gửi một cán bộ giám sát chuyển tin tăng cường cho bộ phận chuyên án mới BL01 là Hoàng Hoa Trung. Theo lời khai của nhóm chuyển tin thì sau một tháng kể từ khi xâm nhập, đài của tiểu đoàn 124 sẽ lên máy bắt liên lạc với tổng hành dinh. Nguyên tắc liên lạc là đài của tiểu đoàn 124 sẽ lên máy trước, còn tổng đài trực theo quy ước. Nhưng qua theo dõi ta thấy đài của tổng hành dinh đã lên máy hai phiên vào các tối 28 tháng 2 và mùng 1 tháng 3 năm 1982, gọi bắt liên lạc với đài tiểu đoàn 124. Như vậy là trung tâm cũng tỏ ra muốn bắt liên lạc với tiểu đoàn 124. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đồng ý với đề xuất của ông Lê Tiền phụ trách chuyên án BL01, quyết định thời gian lên máy của đài BL01 là tối ngày 2 tháng 3 năm 1982. Địa điểm cho đài lên máy là tại một căn nhà lá ở bên ngoài khu vực trại cải tạo cây gở. Việc chuẩn bị cho liên lạc đầu tiên của chuyên án BL01 cũng được thực hiện rất kỹ lưỡng. Theo đề nghị của ông Hai Tiễn, Cục Trinh sát Kỹ thuật cử một tổ công tác đột xuất gồm Phó Cục trưởng Trần Bạn, Phó trưởng Phòng Tham mưu Hồ Xuân Nhân và cán bộ trinh sát Hoàng Hoa Trung xuống trại cây gở để phối hợp với bộ phận chỉ huy chuyên án BL01 thực hiện kế hoạch tương kế tự kế, dùng địch đánh địch xuyên suốt của kế hoạch CM12. Ông Hai Tiền cho thảo một bức điện có nội dung đại ý. Sau khi lên bờ đi được 4 đêm, cánh của HK-124 Lê Thanh Hồng đi khảo sát địa hình thì đụng độ với Cộng sản 124, 144, 81 và một số người nữa bị chết. Tiểu đoàn hiện đã hết lương thực rất khó khăn. Ông Hai Tiền rất cẩn trọng sau khi dự thảo nội dung bức điện còn cho các tên Thạnh Xanh, HK-131 tiểu đoàn phó.
Châu Thanh Sơn K-71 sĩ quan chuyển tin và Đặng Bá Lộc HK-134 trưởng đại xem lời văn bức điện này cho phù hợp với khẩu khí của trống thường sử dụng hay không. Sau đó ông Hai Tiền chỉ đạo một cán bộ của Cục Trinh sát Kỹ thuật cùng mã một bức điện với Châu Thanh Sơn K-71 là sĩ quan mật mã của đài tiểu đoàn 124 rồi so sánh có khớp nhau không để đề phòng anh này cháu trở. Cài mật mã báo động vào bức điện mà có thể ta chưa biết để báo động cho trung tâm là đã bị bắt. Tối ngày 2 tháng 3 năm 1981, trong phiên liên lạc đầu tiên của đài BL01, có mặt gần đủ bộ phận chỉ huy tiền phương Lê Tiền, Nguyễn Văn Thống, Trần Tôn Thất, Nguyễn Xuân Sinh và các cán bộ của Cục Trinh sát Kỹ thuật. Đúng 19h25 phút, ta cho Nguyễn Phước Thạnh phát tín hiệu liên lạc theo quy ước, mỗi lần phát khoảng 1 phút rồi lại ngừng để dò tìm tín hiệu của tổng đài. Làm như vậy độ 10 phút nhưng không thấy tổng đài ở Bangkok lên máy đáp lại hay gọi BL01. Trong tối đó ta cho BL01 lên tiếp phiên thứ hai vào lúc 21h15 và cũng không thấy đài trung tâm bắt liên lạc. Các ngày liên tiếp sau đó cho đến ngày 12 tháng 3, hầu như ngày nào đài BL01 cũng lên máy, mỗi ngày 2 hoặc có ngày thứ 6 phiên lên máy mà vẫn không bắt liên lạc được với trung tâm. Trong thời gian đó cũng có nghỉ vài ngày để xem phản ứng của trung tâm như thế nào. Tất nhiên là ta cũng thông qua CM12 để theo dõi động tĩnh của trung tâm đối với BL01. Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 nhận định về việc tại sao đài tổng hành dinh lại không bắt liên lạc với BL01 với nhiều khả năng như sau. Có thể đài trung tâm đã bắt được đài BL01 gọi nhưng chưa bắt liên lạc mà còn chờ để xác minh thêm. Có thể HK-124 tiểu đoàn trưởng đã bị ta bắn chết, có quy ước riêng và tổng hành dinh biết, hoặc không loại trừ khả năng qua khai thác tàu thuyền đánh cá của dân ở trên biển mà địch biết được tiểu đoàn 124 đã bị lộ. Xem xét kỹ về khâu kỹ thuật thì không có điều gì sơ suất. Tổng hành dinh cũng không có biểu hiện gì nghi ngờ tiểu đoàn 124 và yêu cầu tổ đặc biệt xác minh. Và cuối cùng chuyên án BL01 bị bỏ lỡ như vậy. Trong thời gian này ở Campuchia, quân đội cách mạng Campuchia phối hợp với quân tình nguyện Việt Nam đã đánh mạnh vào lực lượng của Son Sam tại căn cứ Sóc San sát biên giới giáp Thái Lan. Mật cứ của mặt trận của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh bị uy hiếp phải rút chạy vào sâu trong nội địa Thái Lan khoảng 8 km, thuộc quận Borai, tỉnh Chạt. Tại đây, chính quyền Thái Lan cho nhóm Túy Hạnh xây dựng mật cứ mới đặt tên là Quyết Tiến, hay còn gọi là mật cứ 37 hoặc là mật cứ Ngô Văn Diện. Sở dĩ gọi mật cứ 37 hay Ngô Văn Diện vì tại đây tên Ngô Văn Diện có ám danh K-37 đi săn thú rừng, bị một chiến hữu bắn nhầm. Vâng thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 9 tiểu thuyết CM12 phía sau kế hoạch phản gián của tác giả Nguyễn Khắc Đức. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.